Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, sau hơn một tháng tổ chức hội khẽ phù đổng cấp trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vào sáng thứ Hai ngày 24 tháng 10 năm 2022, trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, ban tổ chức đã tuyên dương và trao giải cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc và thứ hạng cao trong hội thi. Và sau đây mời các bạn xem một số đoạn video mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi trao giải vừa qua. Mời các bạn theo dõi. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.